Khi chúng ta đứng trước một cái quyết định, nếu chúng ta hiểu sâu nó thì chúng ta quyết định yes hay no với nó rất là dễ. Nếu chúng ta hiểu cạn nó, các bạn không yes hay no được. Và nếu lúc này các bạn quyết định, các bạn quyết định đại, như vậy là cái hành vi của chúng ta thiếu trí tuệ. Cái tiến trình quan sát, phân tích, đúc kết mà nó đã xong rồi thì đương nhiên các bạn ra được quyết định. Nhưng bây giờ giả sử cái tiến trình này nó vẫn đang lấp lửng, nó chưa xong, thì các bạn dùng 4-3 cái câu hỏi này để các bạn trả lời cho nó. Nó giải đáp ngay được, ngay nhưng mà chưa chắc nó đã sâu nhá. Chưa chắc nó đã sâu, nhưng mà nó 10 trường hợp nó đúng đến 8 đấy. Mấy ông thì ông nào cũng thích nhậu. Hầu hết 10 ông thì hết 7 ông ở Việt Nam là vậy. 10 ông thì hết 7 ông nghiện thuốc. Thì nếu mà chúng ta phân tích theo kiểu quan sát, phân tích, đúc kết thì chúng ta biết ngay là nghiện thuốc có hại cho sức khỏe, và nhậu là Việt Nam mình là nhậu đứng đầu châu Á, dẫn đến là đọc sách là best châu Á. Thời gian dành cho nhậu hết thì thời gian đọc sách không còn. Vậy một cái người chồng hút thuốc, hoặc một cái người nhậu, hoặc một cái đứa con đơn giản là chỉ bị té ngoài sân thôi, hai cách dạy của ba và mẹ đã khác nhau rồi. Mẹ sẽ chạy ra đỡ đứa con, còn ba sẽ nói kệ nó đi, nó té chút đáng gì. Cái điều mà nó vừa xảy ra, cái hành vi mà chúng ta vừa xảy ra, nó có mang lại an vui cho mình và mọi người hay không? Ví dụ các bạn hút thuốc, có mang lại an vui cho mình và mọi người hay không? Thì chắc chắn đối với người nghiện thuốc bảo có. Tôi được hút thuốc tôi rất vui. Vui thôi nhưng an không chắc nha. Nhưng đối với người vợ thì lại nói no, ông hút thuốc tôi thấy khó chịu. Bây giờ giả sử người vợ dễ đến cái mức độ ông hút thuốc tôi vẫn vui. Như vậy các bạn bát qua cái câu số 1, các bạn vượt qua câu số 1 thì đến cái câu số 2. Câu số 1 là nhân quả trước mắt. Câu số 2 là nhân quả ở diện rộng. Nếu duy trì điều này rộng ra, dài thời gian ra, điều gì sẽ xảy ra? Tức là nếu cái anh chồng anh hút được thuốc, rồi đến một ngày đẹp trời cái đứa con 10 tuổi nó cũng hút thuốc, về đến nhà cũng thấy bà vợ đang cầm điếu thuốc hút, thì chúng ta nhân rộng nó ra. Và họ không phải là hút một điếu các bạn, họ hút giống như ổng á, một ngày họ hút một bao đến hai bao. Thời gian nó dài, hút từ năm này sang năm khác. Thì ông chồng ông nghĩ gì? Câu số 2 là nhân quả dài. Nhân quả dài tức là bắt đầu có các quá trình phân tích trong đó, có chiều sâu trong đó. Thì như vậy các bạn đặt câu hỏi số 2, các bạn sẽ thấy như vậy là hút thuốc là không tốt. Rồi đến cái câu hỏi số 3 là cái điều này á, nó có hướng về ba gốc không hay nó hướng về ba độc? Hút thuốc nó hướng về ba gốc hay hướng về ba độc? Nó có làm tăng đạo đức không? Hút thuốc nó có làm tăng trí tuệ không? Hút thuốc nó có tăng được sức khỏe không? Tất cả những câu hỏi đó chúng ta đặt lại, chúng ta ráp vô cái tam giác ba gốc ba độc. Hay là bản chất hút thuốc là lòng tham nó giật dây, thói quen nó giật dây mình. Như vậy nếu lòng tham, thói quen nó giật dây mình thì nó có xu hướng ba độc rồi. Hút thuốc là tốn tiền của gia đình một cách vô ích đúng không? Mỗi một ngày các bạn hút một bao các bạn mất 20-30 nghìn, hai bao các bạn mất 50-60 nghìn. Thế là một tháng các bạn mất triệu mấy, gần 2 triệu bạc tiền thuốc. Nhưng người ta thống kê tiền thuốc lá không có đủ. Sau đó các bạn phải đi cái cứ một vài năm lại bị bệnh một lần, và cái tiền chữa nó lại tương ứng với tiền thuốc nữa. Đi chữa bệnh á, nó tương đương với tiền thuốc, thậm chí nó còn nhiều hơn. Nên một tháng các bạn mất 1 triệu mấy thì một năm các bạn mất 10 mấy triệu. Thì cứ khoảng 2-3 năm các bạn đi chữa bệnh một lần thì các bạn toi mất mấy chục triệu để đi chữa nó, mà nó vẫn không hết. Cái phổi nó nám thì nó vẫn cứ nám thôi, nó chỉ bớt ho thôi. Đó. Thì như vậy là khi các bạn hút thuốc như vậy là các bạn có đạo đức với gia đình mình không? Không có.
Các bạn không bỏ được thuốc, như vậy các bạn có nghị lực không? Cũng không rõ, đúng không? Đâu có đâu. Và các bạn biết thừa hút thuốc là sai mà các bạn vẫn hút. Vậy các bạn đâu có trí tuệ đâu. Vậy hút thuốc nó đi ngược lại ba gốc rễ: đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Như vậy là với một cái câu hút thuốc thì chúng ta ra ba câu hỏi này, thấy gần như câu hỏi nào nó cũng bị gãy hết. Câu hỏi số 1 là vì chúng ta du di, chúng ta bỏ qua thôi, chứ chưa chắc người xung quanh họ đã an vui khi thấy mình hút thuốc. Đó. Đi nhậu cũng y vậy. Thế bây giờ một cái đứa trẻ nó chạy ngoài sân, nó té cái đụi cái ngoài sân đó, thì cái việc đó có mang lại an vui cho mình và mọi người không? 90% là không, đúng không? Vì nhân quả gần mà. Nhân quả gần là mình thấy nó té là mình lo. Ok. Câu hỏi nhân quả gần. Như vậy là nó sẽ sai câu số 1. Bắt sang câu số 2. Nhưng mà nó vừa té cái đuổi, mình chạy lên đỡ, mình chạy tới đỡ liền, thì an vui cho mình và an vui cho nó, đúng không? Mình lập luận vậy đó. Rồi, nhưng nếu mình duy trì cái điều này suốt 10 năm cuộc đời nó, từ 2 tuổi cho đến 12, suốt 15 năm cuộc đời nó, từ năm 3 tuổi cho đến năm nó 17 tuổi, mà nó cứ té cái đuổi cái mình chạy lại mình đỡ nó, thì điều gì xảy ra? Cứ mỗi lần nó té mà mình lại chạy lại đỡ nó, thì các bạn có đặt lại câu số 1 này, các bạn có an vui với nó không? Và nếu duy trì và nhân bản cái điều này thì đứa trẻ này đi về đâu trong cuộc đời? Đến 17 tuổi nó là một con người hay nó là một con gà công nghiệp? Chúng ta nuôi người hay chúng ta nuôi gà? Chúng ta nuôi một con người trưởng thành hay nuôi một con gấu bông? Như vậy là nếu mà chúng ta đỡ trẻ nhiều quá, cái gì chúng ta cũng làm giúp trẻ, thì mình mới đặt câu hỏi là duy trì và nhân bản việc này, điều này sẽ ra cái gì? Vậy là nó gãy ở câu số 2. Và điều này có thực sự mang lại an vui cho mình và mọi người không? Hình như không. An vui trước mắt trong hiện tượng một lần đỡ, nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, hình như chúng ta không an vui. Vì trẻ nó đâu có tự đứng lên được đâu mà an vui. Vậy câu số 1 nó cũng gãy, câu số 2 nó cũng gãy. Trẻ mà nó bước ở ngoài sân mà nó té mà mình lại chạy lại đỡ nó, thì có phát triển được ba gốc rễ không? Có phát triển được nghị lực không? Có phát triển được đạo đức không? Lưu ý nhé, té nó tự đứng lên là nó làm, nó chịu. Tức là cái yếu tố trách nhiệm rất quan trọng. Trách nhiệm chính là đạo đức. Tâm đứng lên là nghị lực. Dám làm, dám chịu với cái trách nhiệm của chính mình, đó là đạo đức. Và ngoài đời nó không phải một cú té đâu các bạn. Ngoài đời là vô số những cái cú té khác nhau. Mỗi một cú té nó phải tự nghĩ cách mà nó đứng lên. Không phải cú té nào cũng giống cú té nào. Vậy nó nghĩ cách để nó thoát khỏi cái tình trạng đấy là nó có trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta nhảy lại, chúng ta đỡ cho nó, là chúng ta giết chết cái điều kiện nó tự nghĩ cái giải pháp để nó đứng lên. Các bạn hình dung không? Như vậy là một cái đứa trẻ té mà các bạn cứ chạy lại đỡ nó, thế là các bạn vô tình giết chết đạo đức, trí tuệ, nghị lực của nó. Như vậy ở đây là chúng ta dùng ba cái câu hỏi này để chúng ta trả lời nhanh những cái tình huống các bạn ha. Nhanh những cái tình huống gặp ngoài đời mà không biết nên như thế nào. Và khi các bạn dùng ba câu hỏi này, các bạn sẽ biết lúc nào nên siết mà lúc nào nên động viên. Chứ các bạn đừng nghĩ là chúng ta nghiêm khắc, chúng ta siết mọi người á, là chúng ta ác. Suy nghĩ đó là suy nghĩ sai. Chính các bạn chiều mới là ác đấy. Vì các bạn nuông chiều cái người đó, các bạn chiều lòng cái người đó, các bạn giết mất cái cơ hội phát triển của họ. Các bạn làm thui chột đạo đức của họ, các bạn làm thui chột nghị lực của họ, thui chột chính trách nhiệm của họ. Và các bạn giết luôn cột cái năng lực tìm ra giải pháp của họ. Vậy ai là người có đạo đức trong trường hợp này? Một người chạy lại đỡ đứa con ngay, và một người nói kệ nó cho nó đứng lên. Ai là người có đạo đức? Đạo đức tức là làm cho đối tượng được tiến bộ. Mình giúp người ta là phải cho người ta tiến bộ, chứ bởi mình giúp mà người ta hư đi sao gọi là đạo đức? Như vậy để giúp đúng cách
các bạn sẽ thấy phát hiện ra một điều là cái nền của cột trí tuệ rất quan trọng. Người nào không có sự hiểu biết thì giúp đỡ rất hay nhầm lẫn. 10 lần giúp đỡ có thể 3 lần nhầm lẫn là điều hết sức bình thường.